Ego S9402 là dòng điện thoại thuộc hàng độc và đẳng cấp. Giờ đây Ego S9402 được khoác thêm một lớp áo vàng 24K, khiến chiếc máy càng thêm sang trọng hơn. Chính thức được Samsung tung ra thị trường vào năm 2009 và chủ yếu dành cho thị trường điện thoại tại Nga. Ngay sau đó, phiên bản Ego S9402 đã được thị trường đón nhận và giới hạng sang săn lùng. Ở thời kỳ này, Samsung đã tạo ra bước đột phá và gây sự chú ý trong làng công nghệ khi vỏ của Ego S9402 được chế tạo từ hợp chất liquid metal. Đó là loại hợp chất để chế tạo vỏ của tàu vũ trụ. Đây cũng là loại hợp chất được cho là tốt hơn titan. Samsung Ego có màn hình AMOLED, camera 5 megapixel tự động lấy nét, ổn định hình ảnh, nhận diện nụ cười và đèn flash LED. Đài FM, Shibun GSM, GPS, EDGE, Bluetooth, bộ nhớ trong 1GB, khe cắm thẻ microSD hỗ trợ lên tới 8GB lưu trữ bổ sung. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì sự độc đáo nhất của Ego chính là chức năng dual SIM, tức là hai SIM hai sóng. Theo anh Nguyễn Ngọc, kỹ sư chính thực hiện độ vàng cho Samsung Ego cho biết, đời máy vẫn càng ngày càng hot và được các VIP ở Việt Nam sử dụng săn lùng. Đó chính là khả năng chống nghe trộm. Hiện giá máy cũ được bán ở Việt Nam dao động từ 35 tới 70 triệu đồng trên một chiếc, chưa bao gồm chi phí phục chế hay mạ vàng. Với thời gian và quá trình sử dụng, lớp vỏ với hợp chất liquid metal sẽ thường xuyên bị sùi, mọt, khiến chiếc điện thoại mất đi vẻ độc và sang của nó. Và Ryan Gold là đơn vị duy nhất ở Việt Nam chuyên phục chế và khả năng công nghệ để xử lý chất liquid metal, anh Ngọc cho biết thêm. Thời gian để phục chế và độ vàng cho chiếc Samsung Ego này mất từ 7 đến 10 ngày, tùy từng yêu cầu của khách cũng như tình trạng của máy. Chi phí để độ cho một chiếc Ego S9402 như thế này có giá dao động vào khoảng 20 triệu đồng. Để độ vàng cho điện thoại, siêu xe, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin. Công ty cổ phần Vinatap, tầng 4, tòa nhà 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 1900 6479 hoặc 0902 316 316. Email tuvấn@mạvang.vn, website mạvang.vn hoặc ryangold.vn.